so với quy định phân loại F0, F1 được cập nhật ngày 30 tháng 7. Bộ Y tế vừa tiếp tục có những điều chỉnh thay đổi, mở rộng các định nghĩa để việc xác định ca nhiễm được thuận lợi tối đa, đồng thời hỗ trợ tốt hơn cho công tác điều trị. Theo Bộ Y tế, điều chỉnh mới này giúp các tỉnh thành tăng cường giám sát, phát hiện sớm và quản lý hiệu quả các ca nhiễm trong bối cảnh cả nước thực hiện thích ứng an toàn với COVID-19. Thay vì xác định ca bệnh F0 dựa vào kết quả xét nghiệm RT-PCR như trước, theo quy định mới, Bộ Y tế chấp nhận thêm kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính với COVID-19. Trong các trường hợp đang là F1 hoặc đang là ca bệnh nghi ngờ, có hai trong số các biểu hiện lâm sàng ho, sốt, đau họng, chảy nước mũi. Chỉ cần xét nghiệm nhanh dương tính một lần sẽ được xác định là ca F0. Nếu không có các yếu tố kể trên nhưng lại có kết quả hai lần xét nghiệm nhanh dương tính liên tiếp trong vòng 8 giờ, vẫn được ghi nhận là ca F0. Với sự thay đổi này, ca F0 sẽ nhanh chóng được xác định tình trạng bệnh và tiếp cận kịp thời các phương án điều trị, đồng thời giảm tải cho đội ngũ y tế khi không còn phải xét nghiệm khẳng định RT-PCR lại tất cả các ca xét nghiệm nhanh dương tính. Đối với việc xác định ca nghi ngờ, quy định mới cũng được mở rộng hơn. Trước đây, người có ít nhất hai trong số các biểu hiện lâm sàng, sốt, ho, đau họng, mất vị giác, khứu giác hoặc xét nghiệm nhanh dương tính mới được xác định là ca nghi ngờ. Tuy nhiên, theo quy định mới, Bộ Y tế đã bổ sung thêm nội dung yếu tố dịch tễ để xác định ca nghi ngờ. Cụ thể, có 3 trường hợp được xác định là ca nghi ngờ. Thứ nhất là F1 và có ít nhất 2 biểu hiện lâm sàng của bệnh. Thứ hai, người có kết quả một lần xét nghiệm nhanh dương tính. Thứ ba là người có ít nhất 2 biểu hiện lâm sàng đồng thời có yếu tố dịch tễ, ở đến từ khu vực ổ dịch hoặc có mặt trên cùng phương tiện giao thông, cùng địa điểm, sự kiện, nơi làm việc, lớp học, với F0 đang trong thời kỳ lây truyền. Vì vậy, có thể người sống cùng nhà, người di chuyển trên cùng xe cộ, cùng nhóm làm việc, du lịch, vui chơi, với ca F0 nhưng sẽ không là ca F1 nữa. Chỉ xác định là ca F1 khi có tiếp xúc cơ thể trực tiếp, bắt tay, ôm, hôn, tiếp xúc trực tiếp da, cơ thể, với ca F0 trong thời kỳ lây truyền của ca nhiễm. Đây là một quy định rất mới. Cũng theo quy định mới, người đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp trong vòng 2 mét hoặc trong cùng không gian hẹp, kín và tối thiểu thời gian 15 phút mới được xem là F1. Hai trường hợp còn lại được quy định để xác định ca F1 là người không đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp gần trong vòng 2 mét hoặc ở cùng không gian hẹp, kín với F0 trong thời kỳ lây truyền, người trực tiếp chăm sóc, khám và điều trị ca F0 mà không sử dụng đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân,